Thưa quý vị và các bạn, Thừa Thiên Huế vừa chính thức đưa Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh vào hoạt động. Trung tâm này có trụ sở đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông với 3 chức năng chính: giám sát, điều hành và tổng hợp thông tin. Đây cũng là trung tâm đầu tiên của khu vực miền Trung đi vào hoạt động, sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý đô thị trên địa bàn. Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh thực hiện 10 nhiệm vụ bao gồm: giám sát quản lý công chức, viên chức thông minh thông qua thẻ điện tử, giám sát đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, giám sát điều hành vi phạm giao thông, tổng hợp hỗ trợ quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, điều hành công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, giám sát tình hình ô nhiễm môi trường nước, không khí và hỗ trợ công tác phòng chống bão lụt, tổng hợp tình hình báo chí địa phương, hệ thống tiếp nhận xử lý phản ánh hiện trường, trung tâm hỏi đáp và tiếp nhận phản ánh kiến nghị tập trung, giám sát tình hình an toàn thông tin mạng. Có một trung tâm giám sát, một trong những cái đơn vị hết sức quan trọng để tiếp nhận, điều hành và giám sát tất cả những cái dịch vụ mà chúng ta đưa vào giải quyết trên môi trường mạng, từ người dân doanh nghiệp cho đến các cấp chính quyền cũng như các đơn vị công nghệ dịch vụ. Hệ thống này, tổ chức này sẽ quản lý giám sát và phân phối, và thông qua hệ thống này thì các cấp chính quyền quản lý giám sát được các đơn vị công nghệ dịch vụ, người dân cũng có thể giám sát tương tác được với hệ thống các cơ quan dịch vụ thông qua trung tâm này. Như vậy, trung tâm có 3 thành phần chủ yếu: một là trung tâm tích hợp dữ liệu, một là trung tâm hỏi đáp những vấn đề thắc mắc người dân, thứ ba nữa là cái trung tâm đảm bảo an toàn thông tin của hệ thống cơ sở dữ liệu. Một trong những ứng dụng có tính tương tác cao đó là hệ thống tiếp nhận xử lý phản ánh hiện trường. Thông qua ứng dụng, người dân có thể phản ánh trực tiếp theo thời gian thực đến trung tâm bằng tin nhắn, hình ảnh hoặc clip, và trung tâm sẽ tiến hành phân tích, phân loại để chuyển về các cơ quan chuyên môn xử lý. Bên cạnh đó, dữ liệu được thu thập từ hệ thống camera công nghệ cao, hệ thống cảm biến tại các vị trí xung yếu và phần mềm dùng chung, xử lý theo phương pháp máy học, công nghệ xử lý dữ liệu lớn, hỗ trợ tổng hợp, phân tích thông tin một cách chính xác, kịp thời, giúp các cơ quan chức năng có thể đưa ra các giải pháp quản lý, giám sát, điều hành đô thị một cách hiệu quả. Thừa Thiên Huế đã có bước tiến khá dài trong việc xây dựng chính quyền điện tử. Tỉnh đang triển khai một số dịch vụ đô thị thông minh lấy người dân làm trung tâm, thông qua dịch vụ hành chính công, dịch vụ sự nghiệp như y tế, giáo dục, du lịch, giao thông vận tải, đặc biệt là dịch vụ công ích như điện nước, viễn thông. Việc đưa vào vận hành trung tâm điều hành giám sát đô thị thông minh sẽ giúp tất cả hệ thống này đều được triển khai một cách đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực quản lý đô thị trên địa bàn.